Mình anh Giang là trái chiều với tất cả mọi người thôi. Mình chuyển đi chị. Thôi chưa. Thôi kia đừng. Đồng đội em nè. Thùy, anh nói thật với em á. Đây. Thùy. Mẹ chết cho mấy con vừa lòng. Đừng có làm mấy trò xấu mặt nữa nha mẹ. Anh ơi, không bàn gì với em luôn á. Bởi vì người ta đã cho rằng em là gián điệp. Đó là quả báo của em. Quả báo cái gì? Em ly tán gia đình hả? Em bỏ qua bên kia, em hành hậu cho nó đi. Anh đẩy em qua bên này mà. À, em về nha. Đâu rồi Thành? Em trốn đâu vậy? Mặt mũi nào ở lợ nữa anh. Bây giờ đường thênh thang, gió lộng một mình ta. Em về trước khi tụi nhỏ xúm lợ nó quánh em. Còn mặt mũi gì ở lợ cái chốn này nữa, chốn ta bà. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, Thành ơi, về chỗ Thành ơi. Triệu Thành. Nó nghe là đáp đất đi em. Người ta chọn người không hay. Đang chọn người không hay, tao xách cái chân mày tao chém mày bây giờ. Trời đất ơi. Tập trung vô. Nhục nhã gia đình nè. Không có, tại vì cái lúc mà anh Giang đang nói. Chọn ai? Anh Giang anh đang nói thì anh xin anh chảy nước miếng em. Anh xin anh chảy nước miếng em chỉ anh chùi. Ali, 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 Ali ơi. Ê, 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 con nhỏ kia. Chảy nước miếng. Tại sao ở đâu mà tự nhiên tố tôi vậy trời? Anh ho xong nước miếng anh nó chảy xuống, em kêu anh chùi đi, em không nghe. Cái chuyện nó con mình tôi sẽ kệ bà tôi chứ quan tâm tới tôi làm gì. Bữa nay chúng ta mới thấy có quá nhiều những cái điều không đẹp ở Trân Thành. Mộng rồi miếng. Ghê quá. Em biết sao chảy nước miếng luôn á. Ông thấy anh ăn á. Đi đâu không vậy có anh? Con thương mẹ, con thương mẹ. Vô mẹ, chỗ ngồi mẹ. Mẹ qua đời khi cậu vừa lên nôi. Mẹ ngồi đó đi. Mẹ chết cho mấy con vừa lòng. Đừng có làm mấy trò xấu mặt nữa nha mẹ. Tao ho một mình tao mày thấy nó dạch mặt tao không? Bây giờ mẹ nói. Em nghĩ về mấy số 2 là hay không ai? Em nghĩ là hay. Em không hợp với anh rồi đó. Thiệt hả? Nãy giờ hai đứa toàn ý nghĩa trái ngược. Đúng rồi. Cái gì mà nó trái chiều trong suy nghĩ rồi ý kiến rồi bé Sam nó nghiêng qua như là em dòm chóc mặt cho nó luôn vậy đó. Thôi mấy giờ đổi đội đi, chơi không? Đổi gia đình đi, đổi thành viên đi. Hồi nãy giờ chỉ có một mình anh Giang là trái chiều với tất cả mọi người thôi. Mình chuyển đi chị. Thôi chưa. Thôi kia đừng. Đồng đội em nè. Thùy, anh nói thật với em á. Đây. Thùy. Em qua đây Thùy, 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 Thùy. Em qua đây gia đình Thùy. À, gia đình hạnh phúc nè. No, cái gì vậy? No, no, no. Cái gì mà một chùm vậy? Đội có 5 đứa chứ nhiều. Cái gì mà giống như gia tộc họ Quỳnh vậy? Đội có 5 đứa à, không có nhiều hết trơn à. Thôi bây giờ về đi, Thanh sẽ ra về chỗ. Quang Thùy qua bên đây ngồi đi em, nè. Thử đi, ừ, thử đi. Thử đi, thử đổi gió coi sao. Hợp cả cái ngồi luôn cũng được, nha. Họ đi. Dạ. Đó, kể cả bên đội mình cũng là điệp. Gián điệp, bước vào đội mình để chia nè. Gián điệp. Ơi con. Gián điệp, đúng chưa? Dạ. Thì ra là vậy. Thì ra là như vậy, ghê quá. Còn họ nói họ chọn số 5 là cái chuyện đó là chuyện họ chọn thôi. Ừ. Còn chúng ta phải chọn con số mà họ nói hay. Đúng chưa? Dạ đúng. Đó là con số. Con số 7. 7. Trời ơi. Chụp. Ê trời. Ê cho anh công nhân. Anh không nói tiếng nào hả? Chứ anh không anh đền 2 triệu. Anh ơi, không bàn gì với em luôn á. Bởi vì người ta đã cho rằng em là gián điệp. Đó là quả báo của em. Quả báo cái gì? Em ly tán gia đình hả? Em bỏ qua bên kia, em hành hậu cho nó đi. Anh đẩy em qua bên này mà. Tí giờ là mình chốt con số đó rồi, nghe. Mọi cái gia đình xào xáo gì để về nhà mình giải quyết nội bộ. Càng nói, càng làm. Mình càng tay trét nhau nhiều hơn đó. Anh không bàn gì với em, kêu số 7 luôn. Cho vừa, quả báo nhỡn tiền. Giờ Kiều Minh Tuấn có tìm được điểm chung nào với bạn này không? Sao không hỏi tôi đi, nãy giờ tôi không được biểu diễn. Nè, xin ơi, mình muốn nói như vậy. Mình nói gì tiếng là cái bạn này mình nghĩ là hát cũng tốt đó tình ơi. Và mình thấy cặp đôi này cũng giả tạo nhẹ nhẹ đó. Ok, ok. Em hết rồi anh, của em hết nha. Hết rồi đó, ha. Em hết rồi. Thấy thường quá coi kìa. Trời ơi, giống như là bị xã hội kỳ thị vậy đó. Ủa, đâu có ai đâu. Ủa, có ai cho mình nói không? Đâu có ai không? Đúng nói vậy. Trời ơi. Đồng đội đó, đồng đội nó mới coi như cô hồn vậy. Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây nha. 30 giây để mình bàn luận với nhau. Anh mình coi coi là bạn nào là bạn hát dở. Mình chọn ra cái bạn đó nha. Bây giờ mời đội của Trấn Thành với Kiều Minh Tuấn nè. Bên đây đội của Phượng, Trường Giang, Harry. Chúng ta bắt đầu thảo luận với nhau nè. 30 giây bắt đầu.
Anh Nghĩa, hết giờ, hết giờ. Anh Nghĩa rồi luôn kìa. Em nói vậy, anh hiểu không? Anh hiểu. Thôi, mình nói vậy, bạn hiểu không? Dễ hiểu quá. Trong khi có một người nói hoài cả thế giới không ai hiểu. Ủa, bạn ở đâu rồi vậy? Em nè. Bây giờ không mấy giờ á, chút mà định loại đội nào tôi vô đứng chung đội đó luôn. Ra chung. Ai, ai? Diễn trở về. Sân khấu tốt bằng bạn này. Đúng, quá dữ luôn rồi. Gần giọng luôn rồi. Lên đôi ơi. Hôm nay em đã lên đôi ơi. Trời ơi, em hát tràn đầy năng lượng. Đi ra đi. Máu lửa. Đi ra mấy người mà. Đúng rồi. Này quá vậy ca sĩ của tôi. Không có gì buồn hết. Trong cuộc đời mình có đôi lúc mình phải bị vấp ngã. Đôi lúc mình gặp những con người mà người ta không chọn mình. Không phải vì mình không hay, mà vì người ta không thể chọn mình để mình hay họ. Có những con người ta trông xấu như vậy. Anh chúc em sau này sẽ hát những bài khác còn hay hơn những bài của Lan Hương. Anh chúc em như vậy. Cố lên em, hay quá. Anh tự hào em chứ. Em là thật, một đứa em của anh chưa bao giờ sống hát như vậy. Chẳng những hát hay mà còn nhảy đẹp nữa em ơi. Ủa, Trấn Thạnh trốn đâu rồi? Ủa, vào cả trốn... nhà em về nha. Đâu rồi Thạnh? Em trốn đâu vậy? Mặt mũi nào ở lợn nữa anh. Bây giờ đường thênh thang gió lộng một mình ta. Em về trước khi tụi nhỏ xúm lợn nó quánh em. Còn mặt mũi gì ở lợn cái chốn này nữa, chốn ta bà. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi Thạnh ơi, về chỗ Thạnh ơi. Triệu Thỉnh Trấn Thành về chỗ. Ôi cái cõi này cõi ta bà, ở lại không được anh ơi. Vậy cái nhục nhã em ở lại có gia đình, em ở lại ở bên cạnh yên lòng hơn. Em bây giờ mình có cần phỏng vấn không? Có chứ. Phỏng vấn gì đó? Không anh. Không. Không luôn phải không? Phỏng vấn gì đó? Không, có thủ tục chứ. Đừng có thủ tục. Đó, hấp 30 giây đó tôi ngồi tôi chơi chứ ai làm. Đó, thì vẫn phải có thủ tục. 30 giây bắt đầu. Đó, chơi đi. Hả? Ngồi chơi không hỏi. Tức là phải phỏng vấn đi. Tiểu Vàng đi hát nhiều chưa chị? Dạ rồi. Nhiều chưa ạ? Trên 10 lần chưa ạ? Dạ rồi. À, có biết gì ạ? Từ. Ca sĩ Trấn Thành không ạ? Ai biết. Biết rồi, cản lại. Câu hỏi thông rồi. Có biết ca sĩ Du Hồng Nghiệt không? Có biết bài nào của mình không? Có biết bài nào của mình không? Dạ biết. Em mình quen rồi đúng không? Hết giờ. Em có gì không? Bài tự nhiên ý. Em có biết ca sĩ Trấn Thành không? Nãy giờ là hỏi chưa anh? Hỏi rồi đó em. Có hai câu mà hết sức tào lao. Câu đầu tiên là có biết ca sĩ Trấn Thành không? Câu thứ hai là có biết bài nào của chị không? Bắt đầu chương trình thì đâu. Phải học bài của bà chứ. 30 giây trôi qua quang ủ. Thấy không? Mấy người ca hay ở ngoài đời họ vậy đó. Này. Nghe nè. Qua đây ngồi đi. Sao chị? Nghiếp hay là anh nghiếp mà ổng mà bởi lớn về ta tiếp kìa. Trời ơi, đồng đội mà. Má cũng là đồng đội mà ta sao. Đi. Nè, gió chiều nào thổi theo chiều đó nghe. Thôi bắp, bây giờ nè, cái nhân vật mà bị mọi người xa lánh. Thấy chưa? Chúng tôi vẫn còn số đông. Bắp, có nhớ mấy người trước khi họ qua đời? Mọi người kêu tên dữ lắm Bắp. Em về đây anh Chí. Để em phân tích chị Cát nghe nè. Chị Cát về đây với anh Xì là đúng rồi. Biết sao không? Thiệp đồng nè, cùng đội thì đừng có ăn hiếp nhau. Không bao giờ ăn hiếp anh Tuấn được hết trơn hết rồi á. Tại vì anh Tuấn chọn về đội em là một cái điều mà anh Tuấn khao khát. Đừng có rờ trên đuôi người ta. Trời ơi, khán giả coi ngay từ đầu là anh Tuấn. Em bắt anh về mà. Bữa nay Ngô Kiên Huy cướp Kỳ Quỳnh Tuấn từ tay Cát Phượng à. Thấy chưa? Hoang mang quá vậy. Loạn rồi. Loạn hết rồi. Em không còn có gì ra gì nào ấy. Bác ơi, bây giờ em giống như dịch bệnh vậy đó. Đi tới đâu người ta tiệt trùng tới đó. Lúc á, anh Tuấn mới vừa ngồi với anh thì còn mở áo khoác đàng hoàng.
giờ sau khi anh tỏ tình xong anh nóng lại luôn. Anh cảm thấy là cái sức nóng á của anh đang lan tỏa vào ảnh á. Anh muốn giữ lại cái hơi ấm đó. Ôi bác ơi, không còn gì để nói. Ôi bác ơi, đây là một sự tuyên chiến. Anh Bình đã phát hiện ra điều gì? Mình đang Anh Bình đã phát hiện ra điều gì? Anh phát hiện ra cái áo con bé đang mặc số 22 là một chiếc áo bóng rổ được cắt ngang rốn. Nếu mà cái hình này mới được chụp thì cái khả năng xác bóng rổ là rất cao. I love the mannequin. Mannequin cũng là một gợi ý rất là thú vị. Mannequin is so good. Tu là đồ bật phẩm mình. I love the mannequin. Ok, chúng ta sẽ cùng nghe người đàn ông mà luôn có một lối đi riêng. Bởi mấy người này ngộ lắm. Cái quan trọng á của một cuộc chơi là gì? Đó là kết quả, đúng không? Đúng vậy. Cho dù là mình nói nhăn nói cụi như thế nào đi nữa, nhưng mà dù sao đi nữa, vòng trước mình đã đúng mà, tại sao đồng đội lại bỏ rơi mình? Tại vì cái gì cũng phải đi tiếp. Ông thấy không? Không thể ngủ quên trên chiến thắng. Không thắng phải. Được con vòng giờ nói xàm. Không phải. Đôi khi mình mới hiểu được là trong cuộc sống này những con người thành công luôn luôn cô đơn. Các nhà khoa học ta nói đúng. À, người ta nghiên cứu theo thống kê của thế giới thì đúng, những người thành công luôn luôn cô đơn. Nên lâu lâu có mấy đứa cô đơn nó tưởng nó thành công á.